Xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh của B Audio Sài Gòn. Hôm nay B giới thiệu với quý vị một cái cặp loa Bookshare. Cặp loa Bookshare đến từ hãng Infinity của Mỹ nha quý vị. Dòng này thì loa Bookshare của Mỹ nhưng mà cái kích thước của nó thì cũng lớn chứ không phải là nhỏ giống như những cái dòng loa Bookshare của châu Âu nha quý vị. Và model của dòng này là RSL RS3001 nha quý vị, xin lỗi, RS3001 dòng Reverdin của Infinity. Thì nó có hai loa, gồm một loa bass với đường kính 20 và một loa treble nha quý vị, để mình quay gần để quý vị xem. Thùng thì gỗ sồi nha quý vị, gỗ sồi nó ép bên ngoài bo từ trước ra sau luôn. Đây. Mình quay kỹ quý vị xem ha, tem lưới đồ còng đầy đủ hết nha. Nhưng mà quý vị đợi bi quay cái này trước đó, tí rồi cây bi đưa cây lưới nha quý vị. Và mức giá cặp loa này mình bán 4.300.000 nha quý vị. 4.300.000. Nghe nhạc rất là hay, phải nói dòng Infinity cái treble polycell đặc quyền của nó nè quý vị. Cái mũi này thì cũng kiểu long long nhưng mà nó không có ịt cái logo vô cực lên, giống như cái dòng một năm mấy, một hai mấy quý vị. Cái này nó không có nha. Còn cái bass này là màn carbon gần mút ha. Dòng RS3001 này nó được bán vào năm 1989 đến năm 1991 nha quý vị. Này đi quay cái loa bên đó không quay. Loa rất là đẹp luôn quý vị ạ. Rất là đẹp luôn. Trợ kháng của dòng này là 6 ohm, độ nhạy là 90 dB và công suất nó dao động từ 20 tới 100 W trên một thùng nha. Từ 20 đến 100 W để bi đo xem coi kích thước nó cao đây, không phải là Bookshare nhưng mà dạng Bookshare kiểu lớn chứ không phải là Bookshare nhỏ nha. Kích thước lơ rồi. Thước đâu được ta? Màu gỗ của nó, màu gỗ sồi thì giống như cái dòng cáp 3. Nếu như ai yêu thích cái dòng Infinity thì quý vị biết cái model cáp 3 giống giống kiểu vậy đó quý vị. Gỗ nó bao ra từ trong ra ngoài trên cái trạm gắn này thì nó có cái chữ Infinity luôn nha quý vị. Cái trạm gắn loa này có chữ Infinity nó khắc vào đây luôn ha. RS còn model thì nó cũng khắc đây, nó hơi đen một tí, RS3001. Còn bên đây là Infinity, là RS3001 ha, trạm gắn bắp chuối nha quý vị. Bây giờ bị test nhạc luôn quý vị à, nghe nhạc trữ tình rất là hay luôn. Cái dòng Infinity này thì khi chúng ta đã nghe rồi thì rất là cực kỳ ấn tượng. Cái lưới của cái tem thì quý vị, đây cái lưới là khung nhựa nha, đây cái lưới là khung nhựa, còn cái logo với lại cái chữ Infinity nó có luôn nha. Hai cái lưới còn đẹp hết nha quý vị. Đây, lưới khung nhựa cực kỳ chắc chắn. Dòng Infinity là lưới nó làm chắc. Model nào mình cũng thấy cái lưới nó làm rất là chắc luôn, nhựa rất là dày, rất là cứng cáp. Mức giá 4.300.000 nha quý vị. Bây giờ bị đau luôn cái chiều ngang của dòng này là 29 nha. 29 chiều ngang. Chiều sau là 24. Chiều cao để xem coi. Cái thước rồi quý vị ơi.
chiều cao là 53 quý vị. Bút xe vậy là rất là lớn rồi đó quý vị. Bây giờ đi lôi lên một cái, đi quay tổng thể cái vò để quý vị dễ nhìn ha. Rất là đẹp luôn. Quý vị thích thì alo cho Bi qua số điện thoại 0907 386 304 nha. Và quý vị nhớ là Bi vẫn bán dây loa và USB để ứng các nhạc sẵn nha quý vị. Đây cái dây này là dây tích tông của Mỹ nè. Dây đồng mạ bạc, này là đầu vỏ chim. Đây là đầu bắp chuối, 1 triệu mốt một bộ nha. 2 mét rưỡi mỗi vé, một bộ là 5 mét nha quý vị. Còn cái USB thì 800 ngàn. Cái USB 800 ngàn giá nhạc sẵn nha quý vị. Nhạc tí để Bi thử ra đây cho quý vị nghe. 800 ngàn, nhạc lốc lấy chất lượng cao. Nó gồm các thể loại nhạc là bolero trữ tình, nhạc vàng, nhạc hòa tấu acoustic nha quý vị, nhạc Việt. Nói chung là trong cái USB là nhạc Việt nha. Và chất lượng cao nha quý vị. Rồi bây giờ Bi test luôn cái đôi loa Bucell này cho quý vị cảm thụ cái chất âm của dòng này nha quý vị. Rất là dễ phối ghép luôn, trở kháng 6 ôm nha, cực kỳ dễ phối ghép, dòng này không khó phối ghép. Tìm màu hoa em cài.
đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Trời sao cho mình thương nhớ nhau, mùa đông chết đi rồi mùa xuân mất em, đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau. Trời sao cho mình.